Trước tình hình số ca mắc mới trên địa bàn tỉnh chưa có dấu hiệu dừng lại, đặc biệt các ca mắc mới phần lớn đến từ các khu cách ly tập trung, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch được hiệu quả, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ban hành công văn yêu cầu tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Tại công văn số 3736, Sở Y tế Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thị xã thành phố khẩn trương tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động nhân sự, xe và phương tiện phun khử khuẩn. Trung tâm y tế các huyện, thị xã thành phố phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để chuẩn bị hóa chất phun khử khuẩn và tiến hành khử khuẩn tại tất cả các cơ sở cách ly trên địa bàn đề nghị ban chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế các quyện thị xã thành phố khẩn trương triển khai phối hợp thực hiện